Xin chào tất cả mọi người. Trên bản đồ là cái gói thầu 4B thuộc tuyến tránh Long Xuyên. Nó dài là 6,6 km. Thì gói thầu này là liên doanh giữa hai nhà thầu 568 và 299. Đấy là cái tên viết tắt thôi, tên công ty thì nó sẽ dài hơn rất là nhiều. Và đặc biệt trên cái gói thầu chỉ có 6,6 km mà nó có tới 8 cái cầu và 22 cái cống. Thế mới biết là tại đồng bằng sông Cửu Long, sông rạch nó chằng chịt như thế nào và nền đất nó là một cái nền đất yếu. Bây giờ thì xin mời mọi người sẽ đi theo mình và đi thực tế xem là hôm nay cái tiến độ này sẽ như thế nào. Liệu các nhà thầu có kịp về đích vào ngày 30 tháng 5 hay không? Bây giờ thì đang là 7 giờ 30 và mình đang có mặt tại cầu Cái Sao hướng về cầu vượt Long Xuyên. Còn Cái Sao thì như mọi người thấy rằng là cái tiến độ là nó có vẻ hơi chậm, tức là cho tới giờ này thì vẫn chưa được bắc các cái lan can. Và tại ngay cái đầu cầu Cái Sao ở phía trên này thì đã được thảm bê tông nhựa nóng là một lớp, tuy nhiên là chạy rất là êm. Đoạn từ cầu Cái Sao tới cầu Kênh Sáu Biển thì nó gồm ba cái cống và nó dài khoảng 1,6 km. 1,6 km mà tới ba cái cống này. Tiếng lào xào nghe rất là lớn là do cái bê tông nó mới được thảm thôi, cho nên nó còn dính bánh xe. Cái khúc này thì có một cái đường dây cao thế đi ngang và có bên tay trái có một cái biển đấy thảm một lớp. Và ở cái khoảng giữa này, từ khoảng giữa này lên tới cầu Kênh Sáu Biểu đấy thì lại chưa được thảm đâu, mà ở đây thì mới là ở đây thì mới chỉ là vệ sinh cái lớp đá cấp phối và tưới keo kết dính thôi. Như vậy là đoạn này tiến độ có vẻ hơi chậm. Dài 1,6 km là một trong những cái đoạn là tương đối dài đấy. Tới đây thì là tới cầu Kênh Sáu Biểu đấy. Cầu Kênh Sáu Biểu thì hai thời gian tiếp tục được xử lý các cái khe rãnh nở và kể cả cái cầu Kênh Sáu Biểu thì cũng vẫn chưa được gắn lan can. Như vậy là tiến độ nó sẽ chậm hơn các cái đoạn khác. Này thì đã được từ Kênh Sáu Biểu mà lên tới Tây An và Hồ đấy. Thì đã được thảm lớp 2 rồi. Khá êm lắm. Nó dài khoảng 1,2 km thôi. Nó có tới 3 cái cống đấy. Mới thảm. Chạy nhanh thì nó sẽ gây ra một cái tiếng ồn rất là lớn. Đen và hồ đó thì nó tương đương với cái rạch Vòi Bé đó. Đoạn này thì chạy khá là êm nhưng mà cũng có tới ba cái cống. Ở đây thì có khá nhiều những cái đoạn ống sắt đã được cắt ra để làm các cái gọi là các cái bộ lan. Đây, đây là cầu Tây An bờ Hồ. Và từ cầu Tây An bờ Hồ lên tới mũi Ngọn Cái này thì nó cũng dài 1,2 km và nó có tới 4 cái cống. Mũi Ngọn Cái thì nó tương đương với dải cầu lớn. Thì đã được thảm lớp 2 rồi.
Nó cũng mới thảm cho nên là cái mặt đường nó còn đang rất là dính. Đây, những cái vị trí cống này, các cái vị trí cống thì vẫn đang tiếp tục được đắp ta luy bằng các cái miếng bê tông chống sạt trượt. Nhưng đoạn này thì sao? Đoạn này thì đã được thảm lớp 1, chuẩn bị thảm lớp 2, chuẩn bị thảm lớp 2 và vệ sinh mà cũng tưới keo kết dính. Khá là xa đó, 1,2 km. Cây cầu nhỉ. Bước một cái thì tương đương với dạch hồi lớn. Chuẩn bị thảm lớp 2. Bên thì đã được gắn lan can rồi, mặt cầu thì các cái khe nào chúng ta cũng xử lý. Và từ bước ngọn cái tới kênh Hội Đồng, bước ngọn cái tới kênh Hội Đồng thì nó dài khoảng 800 mét và có hai cái cống. Kênh Hội Đồng thì nó tương đương với rạch Gò Lớn đó. Như vậy thì đoạn này mới được thảm xong, đoạn này mới được thảm xong cái lớp 1 thôi. Và cái mặt mặt đường nó còn đang rất là dính, chưa khô hẳn. Đường ngọn cái tới kênh Hội Đồng 800 m, hai cầu. Kênh Hội Đồng thì nó tương đương với dạng cầu lớn này. Nhưng vậy thì cái cầu mà kênh Hội Đồng, coi như là cầu kênh Hội Đồng này thì được gắn lan can. Và hai đầu thì cũng được thảm bê tông rồi. Đoạn từ kênh Hội Đồng tới kênh Đào, kênh Hội Đồng tới kênh Đào thì đoạn này chỉ có 700 m thôi, là 700 m và có duy nhất một cái cống. Kênh Đào, chưa tới kênh Đào đâu. Kênh Đào thì nó nằm giữa cái bến xe mới và cái cung văn hóa lao động. Đây là chưa tới kênh Đào. Cái chỗ mà mới thảm thì nó cái mặt đường nó còn ướt, nên là cái nó rất dính bánh xe. Như vậy là đây chỗ vị trí này đang được tiếp tục thảm. Bây giờ cái tới kênh đào, tức là cái vị trí mà
nằm giữa bến xe Phạm Cư Lượng và Cung Văn hóa Lao động. Thì cái cầu này cũng vẫn còn ngổn ngang lắm, mặc dù là đã được lan can hai phía. Kênh đào, đoạn từ kênh đào tới rạch Tầm Bót thì nó dài khoảng 600 mét, và đoạn này cũng hai cái cống đó. Đoạn này tương đối ngắn, chỉ có 600 mét thôi. Lúa ở hai bên thì cũng sắp chín rồi. Đặc biệt cái chỗ kênh đào này thì nó có một cái vị trí mặt bằng đấy rất là lớn, tập kết rất nhiều vật liệu, thì có khả năng sau này ở đấy sẽ có một cái nút giao. Mọi người có thể quan sát thấy có rất nhiều các cái xe lô dung là chuyên coi như là đầm lèm đá cấp phối và nền đất chứ không thể là thảm bê bê tông như nóng, và nó đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, bắt đầu đó để chờ di chuyển sang các công trình khác. Còn đây là cầu rạch Tầm Bót, cầu này thì nó tương đương với cầu Lê Trọng Tấn ở phía trong trục đường Nguyễn Văn Linh này. Như vậy thì cầu này cũng được gắn lan can hai bên rồi, gắn lan can hai bên, thảm bê tông nhựa mỏng một lớp. Từ cầu rạch Tầm Bót lên cống Danh thì nó dài khoảng phết 2 km, đoạn này khá là xa và nó có 3 cái cống. Đoạn này thì nó tương đương với cái nhà ở xã hội của công ty cổ phần xây lắp An Giang. Đoạn chạy cũng khá là êm. Đã đang đào đắp và ta luôn. Này thì nó tới 2 cái cầu, và đây là cầu Cống Danh, đây là cầu Cống Danh. Từ cầu Cống Danh lên tới cầu vượt Long Xuyên thì nó tới 4 cái cống cơ. Đoạn này nó cũng hơi xa lắm, tức là nó phết 2 km. Nhưng mà chạy với tốc độ hơi nhanh thì nó sẽ có tiếng ồn, chạy khoảng 60 km/h. Đoạn này thì cũng đã được thảm bê tông nhựa nóng 2 lớp rồi. Người có thể nhìn thấy ở bên cạnh là cái nhà máy xử lý nước thải. Thảm bê tông nhà nóng 2 lớp rồi, chạy tương đối lên. Tới đây thì mình sẽ quẹo sang bên phải để kết thúc hành trình. Đi vào cái đường dẫn này từ tỉnh lộ 942, xin lỗi mọi người, 943, từ tỉnh lộ 943 lên đường Tránh Long Xuyên, tuyến Tránh Long Xuyên. Ở đây thì mình thấy là đang tập kết và đã được chôn các cái trụ đỡ của các cái cột đèn chiếu sáng này, chôn các trụ đỡ của các cột đèn chiếu sáng. Có thể là cái xưởng đổ các cái bệ đỡ này phía nằm ở phía bên kia cầu, ở dưới già cầu đấy, thì người ta sẽ vận chuyển sang phía bên này, tập kết ở đây và đào lỗ chôn các cái bệ đỡ này xuống, sau đó thì mới gắn các cái trụ đèn chiếu sáng lên.
thì mình sẽ đi một đoạn nữa xem như thế nào. Có khả năng người ta cũng đã tập kết các cái trụ đèn chiếu sáng. Đây là chỉ mới cậu ở trên xe bỏ xuống thôi, chứ chưa phải là chôn. Có một cái đội chôn riêng. Đây, cái đội đang chôn này. Đi dây điện, đi đường dây điện và chôn các cái trụ xuống. Tới đây thì mình xin kết thúc video và nói lời chào tạm biệt mọi người. Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi. Thank you. Bye bye. Hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.